Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dãy áp thấp bị nén qua khu vực nên mưa rông đã quay trở lại tại Bắc Bộ từ đêm qua. Ngày hôm nay thì Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rông xảy ra bất chợt và ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời trong kỳ nghỉ lễ này. Tuy nhiên do trời nhiều mây có mưa nên là nhiệt độ giảm đi đáng kể, thời tiết trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn. Thời tiết tại miền Trung hầu như ít biến đổi trong ngày hôm nay. Ngoại trừ các tỉnh phía Bắc như là tại Thanh Hóa hay là phía Bắc của Nghệ An có mưa rông trong chiều tối và đêm nay. Còn lại hầu khắp các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Thuận, mưa chủ yếu xảy ra vài nơi. Ban ngày trời nắng với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 34 cho đến 36 độ. Vùng nóng hơn được nhận định tập trung tại vùng núi của Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, các tỉnh thành phía Nam tiếp tục chịu sự chi phối của đới gió Tây Nam đơn thuần ở mức thấp. Tuy nhiên, trên hệ thống khí quyển tầng cao, các quá trình hội tụ khả năng suy yếu, nên mưa tạm thời giảm về cường độ và thu hẹp về diện trong ngày hôm nay, phổ biến chỉ xảy ra ở một vài nơi vào khoảng chiều tối. Giữa các tỉnh miền Tây có mưa rải rác nhưng với lượng không nhiều. Nhìn chung, thời tiết tại khu vực Nam Bộ vào ban ngày sẽ thuận lợi hơn cho kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong xu thế chung của các tỉnh thành Bắc Bộ, cho nên thủ đô Hà Nội sẽ nhiều mây, có mưa rào xảy ra bất chợt trong ngày. Do vậy, thời tiết sẽ không mấy thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời chào mừng ngày quốc lễ. Ngày hôm nay khi lưu thông thì quý vị và các bạn nên mang theo vật dụng che mưa cần thiết và nếu có cho con em mình đi chơi thì quý vị và các bạn cũng nên lựa chọn các địa điểm có mái che để bảo vệ tốt cho sức khỏe của các bé. Nền nhiệt độ hôm nay tại thủ đô duy trì ở mức mát mẻ, cao nhất không vượt quá ngưỡng 31 độ, về đêm giảm xuống còn khoảng 25 cho đến 26 độ cùng với độ ẩm trong không khí dao động trong khoảng từ 80 cho đến 95%. Thành phố Cảng Hải Phòng cũng nhiều mây và có mưa xảy ra bất chợt trong ngày hôm nay, nên nhiệt độ tại thành phố được dự báo sẽ không tăng cao. Buổi trưa chỉ duy trì ở mức là 30 độ, trong khi đó độ ẩm không khí đạt trên 80%. Thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa cho nên quý vị và các bạn cần lưu ý đến việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình của mình, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Đêm nay thì nhiệt độ thấp nhất tại Hải Phòng sẽ ở vào khoảng từ 25 cho đến 26 độ. Xuống đến thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, sáng nay thời tiết tại đây phổ biến trạng thái mây thay đổi mưa ít có khả năng xảy ra trời hơi oi và nóng vào thời điểm trưa chiều nên nếu có tham gia các hoạt động ngoài trời thì quý vị và các bạn nhớ mang theo nước uống để bảo vệ tốt cho sức khỏe chỉ lưu ý là từ khoảng chiều muộn mây sẽ cứ đến nhiều hơn lác đác một vài nơi trên địa bàn thành phố sẽ xuất hiện mưa rào Tuy nhiên, lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đêm nay thành phố không mưa nên nhiệt độ thấp nhất dao động quanh mức 27 độ kèm theo độ ẩm không khí ở vào khoảng 90%. Thành phố Đà Nẵng thời tiết cũng khá thuận lợi trong ngày lễ mùng 2 tháng 9 này. Trời phổ biến là không mưa và có nắng sớm với mức nhiệt tăng dần từ khoảng 28 cho đến 29 độ trong buổi sáng lên ngưỡng 34 cho đến 35 độ vào lúc trưa chiều do nền nhiệt độ còn cao, cảm giác khá nóng, đặc biệt là trong thời điểm từ 11 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều. Quý vị và các bạn cần mang theo các vật dụng che nắng, kính mát khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Đêm nay, nhiệt độ tại Đà Nẵng giao động quanh mức 27 độ. Thành phố Đà Lạt ngày hôm nay vẫn đôi lúc nhiều mây có mưa rào. Tuy nhiên thì lượng mưa không nhiều và khả năng mưa sẽ xảy ra trước 8 giờ sáng vào sau 16 giờ chiều. Khoảng thời gian còn lại trời ít mưa hơn. Quý vị và các bạn vẫn có thể lựa chọn những địa điểm du lịch nổi tiếng để tham quan hay tổ chức những buổi dã ngoại trong dịp nghỉ lễ. Đây cũng là nơi có nhiệt độ thấp nhất tại vùng cao nguyên, chỉ dao động từ 17 cho đến 25 độ. Đến với thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng sáng đến 16 giờ chiều, thành phố phổ biến là ít mưa có nắng nên các hoạt động ngoài trời chào mừng ngày quốc lễ sẽ tiến hành thuận lợi hơn. Tuy nhiên vào giữa trưa chúng ta sẽ có cảm giác oi nóng đôi chút. Chiều tối thì mây sẽ kéo đến nhiều hơn, mưa rào và rông có khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian từ 17 giờ cho đến 19 giờ. Mưa rông hôm nay được dự báo có lượng giảm dần và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ ít có cơ hội xuất hiện hơn. Vì vậy, nếu có di chuyển bằng đường sông nước thì nhìn chung thời tiết sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lịch trình của quý vị. Biên độ nhiệt ngày hôm nay tại thành phố dao động trong khoảng từ 26 cho đến 34 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền kết số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.